xin chào mọi người nhá, lại là tôi mà phiêu đây. Hôm nay tôi sẽ thực hiện một cái thí nghiệm, đó là tôi sẽ thử cho Coca-Cola và bảy ấp vào trong một cái xô, sau đó tôi sẽ phản ứng với Mentos, xem là Coca-Cola và bảy ấp phản ứng với Mentos vào trong cái xô khổng lồ này nó sẽ như thế nào mọi người nhá. Ok, let's go. Thì tôi sẽ cho Coca-Cola và bảy ấp vào trong cái xô này mọi người. Ok mọi người nhá. Mọi người, bây giờ tôi sẽ bóc Mentos cho vào lọ này nhé. Tôi sẽ dùng Mentos nhiều màu sắc để phản ứng cho nó đẹp mọi người nhé. Thưa mọi người, bây giờ đã bóc xong nhé. Đó, rất nhiều Mentos luôn. Hồng, xanh, vàng, cam, trắng. Đầy đủ nhé. Ok mọi người, bây giờ tôi sẽ thử cho Mentos phản ứng với Coca-Cola và bảy ấp trong đây nhé. Đầu tiên tôi sẽ cho sân nai vào. Chào mọi người nhá. Tôi sẽ cho Mentos và một ít axit chanh vào đây. 1 2 3. Wow. Thật đẹp mọi người. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời. Mentos vàng, Mentos hồng, Mentos xanh nhỉ. Mọi người nhìn xem rất là đẹp này. Bao nhiêu Mentos, Mentos hồng, Mentos màu xanh, Mentos cam, ôi đẹp chưa? Ui. Mắc phê luôn. Cực đẹp luôn. Ok mọi người, một phản ứng phun trào núi lửa, màu sắc cực đẹp luôn. Đó, rất nhiều màu sắc luôn. Cảm ơn mọi người đã xem clip của tôi. Nếu mọi người thích clip này hay thì hãy cho tôi một like và một subscribe mọi người nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.